Khai vị là món ăn được phục vụ vào đầu buổi tiệc với mục đích kích thích sự ngon miệng của thực khách trước khi ăn món chính. Thông thường các món khai vị sẽ phục vụ 10 đến 15 phút trước khi món ăn chính được dọn ra. Các món khai vị thường có định lượng gọn và nhẹ nhàng, và giúp thực khách lót dạ trong lúc chờ món ăn chính. Món khai vị được trang trí đẹp mắt, thay mặt gia chủ gửi nụ cười chào đón khách để mở đầu buổi tiệc, giúp khách ăn ngon miệng hơn, góp phần cho bữa tiệc được rôm rả hơn. Cùng với bàn tay khéo léo của đầu bếp kiêm thầy giáo Đỗ Quang Long, chúng tôi được chiêm ngưỡng 5 tác phẩm nghệ thuật thông qua 5 món khai vị khá dễ làm dành cho người mới học làm bếp. Ăn khế chả vàng, sò điệp bọc tôm chiên, viên ngọc rồng tôm chiên xoài chả giò hải sản wasabi ngọc trân châu. Ăn khế chả vàng, sò điệp bọc tôm chiên, viên ngọc rồng, tôm chiên xoài, chả giò hải sản wasabi, ngọc trân châu.